Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ ba, 6 tháng 2 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin công giáo, suy niệm lời Chúa, đời sống các thánh, bán động trong ngày. Muôn đời vẫn tin riêng thần con. Ave Ave Maria. Muôn đời vẫn tin riêng thần con. Nữ tu bị bắt cóc tại Mali khẩn khoản xin Đức Thánh Cha can thiệp. Dù bị bắt hại, công giáo ở Myanmar vẫn phát triển giữa khó khăn. Vatican được mời tham dự ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông 2018. Các sinh hoạt đầu mùa chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Các sinh hoạt vào đầu mùa chay của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Theo thông báo của Văn phòng các nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Huyền, mùa chay tại Vatican sẽ bắt đầu với cuộc rước kiệu sám hối vào ngày thứ tư lễ tro 14 tháng 2. Lúc 4 giờ 30 chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha sẽ có đông đảo các hồng y và giám mục trong giáo triều Roma, các tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị sẽ vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại vương cung thánh đường Thánh Nữ Sabina có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Chiều Chủ nhật 18 tháng 2, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại tòa thánh sẽ rời Vatican đi tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng thứ Sáu 23 tháng 2. Giống như các năm trước, các vị dùng xe buýt để tới trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều với buổi chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều. Những ngày sau đó có kinh sáng lúc 7 giờ rưỡi, tiếp đến là bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi, rồi thánh lễ đồng tế. Ban chiều lúc 6 giờ có bài suy niệm thứ hai, tiếp đến là chầu thánh thể và kinh chiều. Sáng thứ Sáu 23 tháng 2 sẽ có thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi và một bài kết thúc lúc 9 giờ rưỡi. Tuần tĩnh tâm của giáo triều Roma đã được khởi xướng từ năm 1929 dưới triều Đức Giáo Hoàng Pio XI. Trong thời gian đầu giáo triều dự tĩnh tâm vào mùa vọng, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã đổi sang tĩnh tâm vào tuần thứ nhất mùa chay. Vatican được mời tham dự ngày khai mạc Thế vận mùa đông 2018. Sáng thứ Sáu 2 tháng 2 2018, Nhật báo Quan sát viên Roma đăng tin Hội đồng Thế vận quốc tế chính thức mời Tòa Thánh tham dự ngày khai mạc Thế vận mùa đông được tổ chức ở Pyeongchang, Nam Hàn, ngày 9 tháng 2 2018. Phái đoàn đại diện Vatican sẽ được Đức ông Melchor Sanchez de Toca thuộc Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về văn hóa dẫn đầu. Nhân vật số 3 của hội đồng khen ngợi phái đoàn nhỏ bé, nhưng giúp để tiếp tục hy vọng cho một thế giới không có chiến tranh, dù có bao nhiêu là xung đột hiện nay trên thế giới. Đức ông Melchor Sanchez cho biết, lễ khai mạc Thế vận mùa đông sẽ tổ chức ở thành phố Pyeongchang, một thành phố chỉ cách biên giới phân chia Nam Bắc vài cây số, một biên giới được vũ trang nhất thế giới. Sẽ nói lên tính biểu tượng đặc biệt duy nhất nhờ sự hiện diện của các lực sĩ Bắc Hàn tham dự với các đồng nghiệp Nam Hàn của mình trong một đơn vị duy nhất. Trong tinh thần hữu nghị, nhân dịp này, Đức ông Sanchez de Toca tặng các bộ áo thể thao màu đỏ, đồng phục chính thức của đội Atletica Vaticana, đội tuyển lực sĩ và thể thao của nhân viên Tòa Thánh Vatican, cho ông Thomas bầu chọn Chủ tịch Hội đồng Thể thao Quốc tế và các đại diện Thế vận của cả Nam Hàn và Bắc Hàn.
Thông tấn xã AP cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức Thế vận quốc tế đã mời đại diện của Tòa Thánh trong vai trò và tư cách quan sát viên để tham dự khóa họp từ 5 đến 7 tháng 2 trước khi Đại hội Olympic diễn ra tại Pyeongchang, Nam Hàn. Nhật báo quan sát viên Roma cho biết dù không trực tiếp tranh đấu nhưng các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Hội đồng Thế vận quốc tế vẫn tiếp tục duy trì. Phái đoàn Tòa Thánh sẽ tham dự Thế vận hội trẻ mùa hè được tổ chức vào tháng 10 năm nay tại thủ đô Buenos Aires, Argentina, là thành phố và quê hương của Đức Francisco. Dù bị bắt hại, công giáo ở Myanmar vẫn phát triển giữa khó khăn. Đức Hồng Y đầu tiên của Myanmar nói rằng giáo hội công giáo tại nước này có một số phận giống như ông Sót trong cựu ước, không tiền, không nhân lực, không tài sản. Đức Hồng Y Charles Bo, tổng giám mục của Yangon, đã phát biểu như trên tại hội nghị do Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ tổ chức 2 năm một lần. Ngài cảm ơn họ đã cử nhiều nhà truyền giáo và đem đức tin công giáo đến đất nước. Đức Hồng Y Bo đã xin các giám mục Ấn Độ lên tiếng về tình trạng giáo hội tại Myanmar. Myanmar trước đây bị người Anh quản lý như là một phần của đế quốc Ấn Độ từ năm 1885 đến năm 1937 và họ chính thức được độc lập vào năm 1948. Người công giáo ở Myanmar vào khoảng 700.000 người, ít hơn 2% dân số. Mặc dù chỉ là thiểu số, nhưng giáo hội ở Myanmar rất đa dạng và nổi bật nhất trong số các nhóm thiểu số ở đất nước. Điều này cũng khiến đa số người Myanmar, phần lớn là người Phật giáo, có sự phân biệt đối xử và nghi ngờ giáo hội. Đức Hồng Y Bo nói với các giám mục Ấn Độ rằng, cho đến gần đây, giáo hội Myanmar vẫn là giáo hội bị bức hại. Ngài nói tiếp, ngày 1 tháng 4 năm 1965, tất cả các trường học của chúng tôi bị quốc hữu hóa, tài sản của chúng tôi bị lấy đi, các nhà truyền giáo bị trục xuất. Đức Hồng Y Bo cho biết, cả chính phủ được bầu lần đầu tiên và chính quyền quân sự sau đó đều xúc tiến chính sách toàn trị một chủng tộc, một tôn giáo và một ngôn ngữ. Ở nước tôi, tôn giáo chiếm đa số được hưởng sự bảo vệ của nhà nước, trong khi các nhóm thiểu số bị phân biệt đối xử trong lĩnh vực giáo dục và các chức vụ công. Kitô hữu thường cảm thấy mình là những công dân hạng hai ở chính quê hương mình. Đức Hồng Y Bo cho biết, tuy các thành viên giáo hội phải chịu đau khổ, nhưng chúng tôi đã cùng nhau đầu tiên là học cách sống sót và sau đó là phản kháng. Ngài nói họ không chỉ duy trì mà còn có thể phát triển. Đức Hồng Y cho biết giáo hội tại Myanmar rất đa dạng với 16 giáo phận, 4 giáo phận của người tộc Karen, 3 của người Kachin, 4 của người Chin, 3 của người Kayas và 2 là hỗn hợp sắc tộc. Các vấn đề hiện tại là phải vượt lên trên sự khác biệt giữa các sắc tộc để tạo ra một bản sắc công giáo chung. Ngài nói tiếp, giáo hội đang thành lập các ủy ban giáo dục để giúp người nghèo được giáo dục và có nhiều sức mạnh hơn. Bên cạnh đó, vị Hồng Y nói giáo hội tại Myanmar vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề, bao gồm bầu khí sợ hãi do các nhóm cực đoan tạo ra. Họ buộc chính phủ ban hành những điều luật chống lại các nhóm thiểu số. Nhưng giáo hội Myanmar đã đối phó bằng cách phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo tôn giáo, các nhóm ôn hòa Phật giáo, các nhà ngoại giao và cộng đồng quốc tế. Một vấn đề lớn khác mà Ngài đề cập là đói nghèo. Chúng dẫn tới việc buôn người. Nhiều thanh niên Myanmar bị vướng vào các hình thức nô lệ hiện đại khắp ở Đông Nam Á. Nước chúng tôi rất, rất nghèo. Có gần cả tỷ người đi ngủ với một dạ dày trống rỗng. Nữ tu bị bắt cóc tại Mali, khẩn khoản xin Đức Thánh Cha can thiệp. Chúng tôi đã xem video và chúng tôi rất vui khi biết sơ ấy còn sống và điều này thúc đẩy chúng tôi tiếp tục những lời cầu nguyện và những nỗ lực của mình để sơ ấy được thả ra. Đức Cha Jean Baptiste Tiama, giám mục giáo phận Kisasso ở Mali, cho thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc biết như trên, sau khi khủng bố Hồi giáo tung lên net một video về nữ tu Gloria Cecilia Navarez Argoti. Sơ Gloria là nữ tu người Colombia thuộc dòng thánh Francisco của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sơ bị bắt cóc vào ngày 8 tháng 2 năm 2017
tại Karangasso ở phía nam Mali. Đức cha Thomas nhấn mạnh rằng, điều an ủi chúng tôi là thấy rằng Sơ Gloria xuất hiện trong tình trạng sức khỏe tốt và thực tế là sơ ấy đã đề cập đến chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Chile và Peru, làm cho chúng tôi nghĩ rằng video này mới được thu hình gần đây thôi, và điều này mang lại cho chúng tôi nhiều hy vọng. Đức Giám Mục cho biết thêm, vào tuần tới, một năm sau khi Sơ Gloria bị bắt cóc, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện, toàn thể cộng đồng giáo phận sẽ đi đến chỗ Sơ bị bắt cóc để cầu nguyện và yêu cầu trả tự do cho Sơ. Tháng 7 2017, nhóm ủng hộ Hồi giáo và các tín hữu Hồi liên kết với Al-Qaeda đã tung ra một video về nữ tu Gloria. Trong video mới kéo dài 4 phút 44 giây, nữ tu Gloria đã đề cập đến Đức Thánh Cha Francisco và khẩn khoản xin Ngài can thiệp để Sơ được trả tự do. Cho người ra ô uế. Marco chương 7 từ câu 14 đến câu 23. Sau đó Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Cải hóa tâm hồn. Ngày nay, nhiều người cố tránh một số thức ăn thức uống như thịt đỏ, tôm cua, cá nhiễm độc, rượu bia, v.v. Những thứ gây béo phì, nguy hại cho sức khỏe. Có những người khác, chẳng hạn như người Do Thái, lại kiên cử những thức ăn như thịt heo, thịt của những con vật bị chết ngạt vì lý do tôn giáo. Họ cho rằng những thức ăn ấy là dơ bẩn, sẽ khiến cho người ăn chúng không còn thanh sạch và bị liệt vào hàng những kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu khẳng định, điều làm cho con người ra tội lỗi không phải do những gì chúng ta ăn vào miệng, nhưng do tà tâm của mỗi người như tham lam, lòng độc ác, tính dâm đản, kiêu ngạo,
Những tính xấu đưa con người đến giết người, ngoại tình, trộm cướp, lường gạt. Những thứ đó làm cho con người trở nên kẻ tội lỗi. Vì thế, nếu muốn trở nên người thanh sạch, điều cần thiết là trở về với Chúa và nhờ ơn Chúa, chúng ta được thanh tẩy khỏi tính mê tật xấu đó. Cải hóa tâm hồn luôn là bước đi trước hết trong hành trình thánh thiện. Con người đôi khi được đánh bóng, si mạ bởi chức vị, của cải, danh tiếng nên không nhận ra con người thật của mình, trong khi đang bị hên rỉ, dơ bẩn từ bên trong. Bạn dám để lời Chúa soi vào lòng và sẵn sàng theo lời Chúa dạy mà hoán cải tâm hồn không? Mỗi tuần, hãy quyết tâm sửa một nét xấu và tập một nhân đức. Lạy Chúa, Chúa muốn con thuộc về Chúa hoàn toàn, cả linh hồn và thể xác. Con xin dâng lên Chúa mọi sự cuộc đời con. Tình Cha ôi tràn đầy khôn vơi, hơn biển sông bát ngát chung khơi. Tình Cha luôn mặn mà dấu ai, qua bao đời thắm tươi. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đời sống các thánh, 118 vị tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng 1783-1840. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1783 tại làng Đồng Chuối, huyện Bình Lục, tỉnh Ninh Bình. Ngài vào tu trong nhà Đức Chúa Trời ngay từ lúc còn nhỏ. Tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn, luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời và chăm chỉ chu toàn công việc trong nhà Chúa. Khi làm thầy giảng, thầy đã giúp nhiều linh mục thừa sai và sau thì về giúp cha Phạm Khắc Khoan ở Phúc Nhạc. Thầy thường theo cha Khoan đi làm việc tông đồ mà không sợ bị bắt bớ. Khi ở nhà, thầy giữ luật rất nghiêm túc, sốt sáng đọc kinh lần hạt mân côi dâng kính Đức Mẹ. Giáo dân rất quý mến và cảm phục về lòng đạo đức thánh thiện của thầy. Thầy bị bắt lúc 50 tuổi và đang giúp cho cha Khoan ở Phúc Nhạc. Trong những ngày bị bắt và tù ngục, lúc đầu được giam cùng cha Khoan, nhưng sau thì quan lại cho lệnh giam thầy Phêrô Hiếu một nơi riêng, không cho tiếp xúc với cha Khoan nữa. Thầy bị tra tấn nhiều lần rất tàn ác, bị đòn vọt rất dã man, bị đeo gông cùm xiềng xích rất nặng nề và chịu đói khát. Nhưng thầy vẫn một lòng kiên trì, không chịu bước qua thánh giá. Thầy cương quyết và sẵn lòng chịu mọi khổ cực một cách can đảm và vui vẻ vì đạo Chúa, không một lời ca thán hay trách móc những kẻ đánh đập hành hạ mình. Có lần quan cho gọi thầy ra trình diện và khuyên thầy bước lên thập giá với những lời lẽ ngọt ngào, quan nói: "Tôi rất thương anh nên muốn tha cho anh về với gia đình để làm ăn. Nếu anh nghe theo tôi sẽ giúp đỡ để anh có thể lập nghiệp dễ dàng." Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu khiêm tốn đáp lại: "Tôi hết lòng cảm ơn quan lớn về những lời khuyên dụ và hứa hẹn giúp đỡ tôi, nhưng tôi không thể bỏ Chúa tôi là đấng đã tạo dựng nên trời đất cùng mọi loài thụ tạo trên trần gian này. Ngài là Chúa trời đất, tôi phải tôn thờ Ngài." Quan hỏi: "Anh nói Chúa trời đất à? Đạo này là do mấy người Tây Dương tới tuyên truyền nhảm nhí chứ không phải như vậy đâu. Anh phải vâng lệnh Đức Vua. Anh đã biết Đức Vua đã nghiêm cấm đạo này không?" Thầy nói: "Bẩm quan lớn, tôi biết Đức Vua cấm, nhưng tôi phải vâng lời Thiên Chúa là đấng tôi tôn thờ hơn là vâng lời Đức Vua." Để lung lạc thầy, quan cho biệt giam hai thầy trong một phòng riêng, không cho tiếp xúc với cha Khoan vì sợ cha Khoan sẽ khuyến khích và khuyên bảo
nên hai thầy sẽ theo cha mà không chịu bước lên thánh giá. Dầu thế, dù xa cha, hai thầy vẫn khuyên bảo nhau vững lòng theo Chúa và cam chịu mọi đòn vọt đánh đập tàn ác. Có lần lính lôi thầy Hiếu qua ảnh tượng Chúa, thầy co chân lại và nói lớn: "Các anh kéo tôi chứ tôi đâu có chịu. Tôi không dám xúc phạm đến Chúa tôi tôn thờ. Tôi không dám xúc phạm đến Chúa trời đất là Chúa của tôi." Sau đó, thầy ăn chay và các ngày thứ sáu để đền tội, xin ơn can đảm, chịu mọi sỉ nhục đớn đau. Quan khuyên dụ nhiều lần, nhiều cách mà các thầy vẫn cương quyết không bỏ đạo, nên quan lập cách ép buộc hai thầy bỏ đạo, mặc dầu không còn được giam chung với cha khoan nữa, không còn được sự khuyến khích thiêng liêng của cha khoan, nhưng các thầy lại khuyến khích nâng đỡ nhau chịu đòn vọt cho đến chết vì đạo Chúa, vì yêu mến Chúa. Giam cầm mãi, đến đầu mùa thu năm 1839, quan lại gọi thầy Hiếu ra dụ dỗ một lần nữa để bước qua thánh giá và bỏ đạo. Thầy vẫn cương quyết, dù có phải chết thì cũng luôn sẵn sàng đón nhận, chứ không bao giờ bỏ đạo Chúa. Lần cuối cùng trước khi quyết định kết án hai thầy, quan cho gọi thầy Phêrô Hiếu tới để khuyến dụ. Quan nghĩ rằng thể nào cũng sẽ thuyết phục được thầy, nên quan đối xử với thầy rất nhã nhặn và hiền hòa. Quan án hỏi thăm sức khỏe của thầy, hỏi thầy có cần gì không. Thầy trả lời: "Xin cảm ơn quan, thầy không cần gì, thầy chỉ mong được chết cho Chúa." Sau đó quan án hỏi: "Đây là lần cuối cùng, tôi muốn khuyên thầy suy nghĩ lại mà bước qua thập giá để được tha. Thực tình tôi muốn tha cho thầy, nhưng đây là lệnh của Đức Vua. Nếu thầy không vâng lệnh Đức Vua thì bắt buộc tôi phải thi hành án lệnh. Giờ đây tôi mong thầy nghĩ lại và làm theo lệnh Vua." Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hiếu khiêm tốn trả lời: "Tôi xin hết lòng cảm ơn thiện ý của quan lớn, nhưng việc bước qua thập giá thì nhất định không bao giờ tôi làm. Tôi rất vui lòng và sẵn sàng đón nhận cái chết vì Chúa, chứ không bao giờ tôi bỏ Chúa là đấng tôi tôn thờ." Thấy sự cương quyết và ý chí sắt đá của thầy, các quan biết không còn cách nào có thể thuyết phục được nữa, nên quyết định kết án trảm quyết. Án được vua chuẩn phê và ngày thi hành được ấn định là 28 tháng 4 năm 1840, cùng với cha khoan và thầy Thành. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong chân phước cho ngài ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Xin cho con luôn sống như là ngày mai Chúa đưa con về, xin cho con luôn biết sẵn sàng như mai này ngài gọi con đến. Hành trang con mang theo những gì về cõi bên kia, tài năng hay công danh, chức trọng quyền thế cao sang, chỉ mang tâm hồn đơn bé ngây thơ. Cầu ngài xin cho con luôn biết tìm về quê nương trời, và hành trang mang theo yêu mến nhiều quần hoa tha thứ. Này ngài xin cho con luôn biết thờ phượng tôn kính ngài và tìm yêu tha nhân.
Thánh Francisco Assisi sống cách chúng ta hơn 7 thế kỷ, vẫn mãi mãi là một hình ảnh trẻ trung. Chưa có vị thánh nào trong giáo hội được nhắc nhở yêu mến như thánh nhân. Chưa có vị thánh nào đã gợi lên nhiều cảm hứng cho văn chương, nghệ thuật cho bằng thánh nhân. Chưa có vị thánh nào được các nhà chính trị, các nhà cách mạng ca tụng cho bằng thánh nhân. Sứ điệp của thánh nhân siêu việt thời gian, bởi vì con người của thánh nhân là hiện thân của tuổi trẻ. Thật thế, suốt cuộc đời của mình, Thánh Francisco Assisi luôn luôn biết giữ một tâm hồn tươi trẻ. Tuổi tác không phải là điều kiện thể lý cho bằng bầu khí của tâm hồn. Có lẽ thánh nhân không phải là người đã nói lên châm ngôn ấy, nhưng hẳn Ngài là người đã sống theo châm ngôn ấy. Ngài biết giữ mãi cho tâm hồn tươi trẻ bằng cách hạn chế tối đa các nhu cầu, bằng cách chống cự lại các ước muốn. Ngài đón nhận mọi sự, không thắc mắc, không lo lắng, không buồn giận. Những khám phá của khoa học tâm lý ngày nay, Thánh Francisco Assisi đã từng biết và sống một cách trọn vẹn. Thật thế, để có một thể xác lành mạnh, một tâm hồn tươi trẻ, các nhà tâm lý khuyên chúng ta như sau: hãy tập yêu thích những gì không quá đắt giá. Hãy tập yêu việc đọc sách, truyện vãn, nghe nhạc. Hãy tập yêu thích những thức ăn thanh đạm. Hãy tập yêu thích tiếng chim hót, sự hiện diện của thú vật, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ em. Hãy tập yêu thích trồng trọt, làm việc tay chân. Hãy tập yêu thích ánh bình minh cũng như hoàng hôn, tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng như cảnh tuyết rơi. Hãy tập yêu thích những nhu cầu đơn giản nhất. Hãy tập yêu thích công việc và cảm nhận niềm vui khi làm tốt một công việc. Hãy tập yêu người, dù người không giống ta. Không khí, ánh sáng, mặt trời, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống, con người, đó là những yếu tố cần thiết để tạo cho bầu không khí tươi trẻ trong tâm hồn. Phải chăng đó không là những yếu tố mà người ta cũng bắt gặp trong bài ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi sao? Một tâm hồn luôn luôn tươi trẻ, đó không phải chỉ là một bí quyết để được hạnh phúc trên đời này, nhưng còn là một đòi hỏi đối với người Kitô hữu. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: hãy để trẻ nhỏ đến với ta, vì nước trời thuộc về những ai giống như chúng. Ta nói thật với các con, nếu các con không đón nhận nước trời như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Ai đau thương vương lắm ê chê, đường về quê Chúa thương vô về, đem yêu thương thay thế hận thù, lấy an hòa loại trừ hưng ác hành trang. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho từng lời nói và hành động của chúng con đều trở thành quà tặng cho anh chị em mình. Cầu Ngài xin cho con luôn biết tìm